Sau đây bọn bọn tặng ở khnía nâng mượt phạm chích chẳng ngay. Tặng này nước nhóm nâng xóm ảnh nhạc bản học mê riêng tị đọc bằng buôn. Mê riêng tị đọc bằng buôn dương nâng riêng xa lương vinh ạc xó thamay thamay dương bàn riêng cần lòng tôi hơi. Tặng này nước nhóm nâng ạc xó đầy dương riêng hơi. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài 19. Và bài 19 này là chúng ta chỉ có ôn lại những từ mà các bạn đã học trong 18 bài vừa qua. Hôm nay chúng ta sẽ có câu những mà cái câu mà anh này hình như là nó xuất hiện thường xuyên ở trên bài. Do đó hôm nay chúng ta chỉ ôn lại các cái mẫu câu mà đã học thôi. Trong bài này thì có bài 19 này có câu nè: chào xong chẹ tẹt đầy cháu, cháu xong cứ là tên riêng ha, cháu xong là cháu, tên xong chẹ tẹt đầy là biết dỗ tay. Và cái câu kế tiếp là công tia chị rote cô kê, công là gì? Đừng ha, tia là đòi, chị rote đòi ngồi, rote cô là xe bò, xe bò. Kê là mình là tính từ ha, tính từ nó đặt ở sau, ngộ quá. Do đó mình cũng không biết là câu trúc như thế nào, nhưng mà tiếng Khmer thì tính từ sẽ mình đặt ở sau. Rote cô là danh từ, kê là thuộc quyền sở hữu. Như vậy là cái câu này công tia chị rote kê, rote cô kê, đừng có đòi ngồi xe bò của người ta. Cái câu kế tiếp là chúng ta sẽ có Puchia Sua Tha. Vậy là Puchia nó tên riêng, dạ ok. Còn Sua Tha là hỏi rằng, nhom tia, nhom tia là gọi vịt. Cái nói là tính từ, cái nào tính từ, cái nào là động từ? Tính từ là tia, còn nhom là gọi hàng. Như vậy là tính từ nó đẻ ở đằng sau. Ok, do đó là cái nhom tia này là gọi vịt. Nếu ni nist là này, nơ tế. Vậy là cái câu này dịch là chú chia hỏi rằng gỏi vịt này còn hay không. Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục cái câu 2. Cái câu kế tiếp và câu kế tiếp: chào ni yom tía nôm thông nơ pi nơ lơ tộ nô. Cái gì là cháu ni là lại là tên riêng, yom là khóc, tía là đòi, nôm thông pi. Chúng ta sẽ thấy cái gì? Cái số lượng pi này nó nằm ở sau cùng. Tính từ, tức là động từ rồi. Sau đó là tính từ, rồi cái kia là số lượng từ, ok. Vậy là nôm thông pi là hai cái bánh to. Dịch như vậy, hai cái bánh to ở trên bàn ở đằng kia. Cháu ni khóc đòi hai cái bánh to ở trên bàn đằng kia. Còn cái câu dưới nữa, cháu ni chưa có đầy nè. Cháu ni là làm chủ ngữ rồi, chưa là đào, có đây là danh từ, na là cái nào. Như vậy là cháu ni đau, đau cái cổ tay nào, cái cổ tay nào bị đau á, dịch như vậy á. Cái cháu ni tay cháu ni, cái cổ tay của cháu ni cái nào bị đau. Cháu thi bù kê cú bù phê nhì. Cháu thi là tên riêng, bù kê là giỏi, cú là vẽ ha, bù phê là con dê, nhì là giống cái, con cái. Vậy là bù phê nhì là dê cái, cú bù phê nhì là vẽ dê cái, bù kê là giỏi. Vậy cháu thi là giỏi vẽ dê cái. Ồ, dịch nó là lạ ha, nhưng mà nó vậy. Chào năm lia vi, lia mia via tư chấm chấm ca tê, tức là cháu năm từ giả cậu của mình ha. Via mia via là cậu, via là nó, người nào mà có chức vụ hoặc là tuổi lớn hơn mình có thể gọi nó bằng nó, giống như bên Việt Nam mình gọi nó thì bên Campuchia cái từ nó là via ha. Còn mia là cậu. Từ trăm ca, từ trăm trăm ca tề,
trăm ca này là vườn, tê là, vậy là tê là tính tính từ, vậy là trăm ca để trước tính từ là động danh từ. Ok, trăm ca tê là vườn trà, trăm trăm ca tê, vậy là đi giữ vườn trà. Công tử Na Du đừng có đi đâu lâu, đừng có đi đâu lâu. Công là đừng đi đâu lâu. Tạp ba tư bị xa bò tia. Ông ba là chủ ngữ, hang tư là đi, bị xa là ăn, bò là cháo, tia là vịt. Vậy là cái câu này dịch là ông ba đi ăn cháo vịt. Kê tha, người ta nói rằng. Kê ni ri dung dù, người ta nói rằng tháng này ve kêu lâu. Lâu là ha, chữ du nè, du dung là khóc, ri là con ve, kê ni là tháng này. Như vậy trong cái bài 19 này thì chọn ôn lại tất cả những gì chất cấu các mẫu câu mà chúng ta đã học. Nên mình đi đầm buồn ní dân chạy dừng riêng xa lần về nên ăn thịt bát những bạn riêng bị khai mình. Xôm chùm riêng lia bom ôn tặng ọc ní nâng xôm chụp mê riêng tì mùi phay. Phía còi, khang còi, xôm ọc nâng chùm riêng lia.